Xin chào tất cả các chị em đã quay trở lại với kênh của Phương Mai. Ngày hôm nay Phương Mai sẽ chia sẻ cho các chị em một chủ đề, đó là tại sao phụ nữ hiện đại phải kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân và gia đình của mình. Thì Phương Mai đang là nhà đào tạo kinh doanh đa quốc gia, và Phương Mai đã gặp được rất là nhiều chị em thường hay chia sẻ với Phương Mai là mình muốn có cuộc sống giàu có, mình muốn kiếm được nhiều tiền hơn để thứ nhất là mình có thể cho mình một cuộc sống mà mình muốn, làm những gì mình thích, ví dụ như là mua mỹ phẩm để làm đẹp, mua quần áo, mua túi sách để trang bị cho bản thân, và có thể đi du lịch, sống cuộc sống sang chảnh. Và xa hơn nữa, các chị em mong muốn là mình có thể phụng dưỡng cho ba mẹ của mình. Và chính vì thế có nhiều chị em đã đi kinh doanh, họ tập tành kinh doanh. Đầu tiên họ có thể làm những cái cộng tác viên trên những cái bán hàng online như quần áo, như mỹ phẩm. Và có nhiều chị em là kinh doanh, mình biết cái gì mình kinh doanh cái đó. Ví dụ như mình biết nấu ăn, mình mở những cái quán ăn nhỏ. Mình biết về pha chế một chút thì mình mở những cái quán nước nhỏ. Và đặc biệt hơn, có nhiều chị em có tiền hơn thì họ bắt đầu nhập hàng để họ bán hàng trên online. Và có nhiều chị em đã thất bại bởi vì có những cái khoảng thời gian mà họ không có được khách hàng, họ không bán được hàng và cuối cùng họ thất bại. Có nhiều chị em bắt đầu ôm hàng và bắt đầu đổ nợ. Rồi nhiều người khác nói họ là phụ nữ thì sống an nhàn đi, kiếm tiền làm gì. Rồi họ bắt đầu chấp nhận sống cuộc sống an nhàn như thế. Và đến nỗi có rất là nhiều chị em 25, 30 tuổi rồi nhưng mà chưa có nổi 50 triệu trong tay các chị em ạ. Và đến khi họ gặp biến cố trong cuộc sống, chính bản thân họ hoặc là bố mẹ họ gặp bệnh tật thì họ không có tiền để trang trải. Đó là một cái điều rất là đáng buồn. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó có rất là nhiều chị em họ đã đi học về kinh doanh. Họ đi học về marketing, họ đi học về bán hàng và họ áp dụng vào trong công việc kinh doanh của họ. Và có rất là nhiều chị em chia sẻ là những cái quán ăn của họ từ cái quán ăn nhỏ xíu thôi bây giờ đã phát triển lớn hơn và đã trở thành một cái chuỗi rồi ạ. Có nhiều chị em có quán nước cũng đã có những cái chuỗi kinh doanh của mình. Và có nhiều chị em bắt đầu nhập hàng để mà kinh doanh thì bây giờ trở thành những cái bóp mỹ phẩm lớn, bắt đầu sống một cuộc sống sang chảnh giàu có. Và Phương Mai ngày xưa cũng như vậy các chị em ạ. Bởi vì bản thân Phương Mai, bố mẹ là làm nông nên không có tiền, cuộc sống khó khăn. Và chính vì vậy từ nhỏ Phương Mai đã mong muốn là mình phải sau này kiếm được nhiều tiền để có được cuộc sống giàu có. Để thứ nhất là mình có thể cho mình cuộc sống mình muốn. Thứ hai là đặc biệt luôn là Phương Mai là người nội tâm, Phương Mai sống hướng nội nên Phương Mai rất muốn mình phụng dưỡng được ba mẹ, cho ba mẹ mình có cuộc sống thật là đầy đủ, khỏe mạnh. Và chính vì vậy Phương Mai, trong cái thời gian Phương Mai đi học đại học á, Phương Mai cũng có đi kinh doanh. Đầu tiên là Phương Mai làm cộng tác viên bán hàng quần áo cho những cái xưởng lớn. Thì thời gian đó thì các chị em biết đấy, cứ một sản phẩm Phương Mai bán được thì lời có 40-50 ngàn thôi. Mà chạy xe đi lấy những cái xưởng rất là xa và đi giao hàng cũng cực kỳ cực khổ. Nhưng mà lời thì không được bao nhiêu cả. Và sau đó Phương Mai có thời gian là mình nhập quần áo về mình bán. Cuối cùng mình bán không được hàng, tồn hàng nhiều quá và cuối cùng mình bị thua lỗ. Và mình lấy quần áo đó mình mặc hoặc là mình cho thôi. Và trong cái thời điểm đấy Phương Mai bắt đầu là mình cảm thấy mình rất muốn đi kinh doanh. Mình vẫn khao khát là mình kiếm được tiền. Và sau đó mình bắt đầu đi học những cái khóa học về kinh doanh, khóa học về marketing, khóa học về bán hàng. Và bắt đầu khởi nghiệp một cái sản phẩm khác, đó là mỹ phẩm. Và sau đó mình đã thành công. Có những ngày mà Phương Mai bán được lãi là một ngày có tới 5 triệu đến 10 triệu. Và cái thời điểm đấy là Phương Mai á, lúc mà kinh doanh mà một ngày mà mình bán được 5 triệu, 10 triệu đó là Mai đang làm marketing cho một công ty nước ngoài. Và cuối cùng mình bỏ luôn, mình bỏ công việc đó luôn và bắt đầu mình tập trung 100% cho việc mình đi kinh doanh. Và sau đó đến nay là đã được gần 4 năm mà Phương Mai đi kinh doanh rồi và mình đã có những thành quả nhất định. Và cái thành quả mà Phương Mai cảm thấy mình tự hào nhất đó không phải là mình làm cho mình mà mình đã phụng dưỡng được cho bố mẹ mình. Đó là Phương Mai đã mua những cái thực phẩm để cho bố mẹ uống, cho bố mẹ khỏe và bố mẹ Phương Mai rất là khỏe. Cái thứ hai nữa là Phương Mai đã sửa sang được nhà cửa cho ba mẹ. Là mình mua tivi, mua tủ lạnh, mình sửa sân, rồi mình mua tủ, mua sửa kho, xong rồi mình làm tất tần tật mọi thứ trong nhà, sửa sang nhà cửa. Tết về cho tiền cho ba mẹ mua sắm thoải mái, ba mẹ thích gì thì cho đấy, rồi đưa ba mẹ đi du lịch nước ngoài, đưa ba mẹ đi du lịch. Đó là điều mà Phương Mai cảm thấy mình hạnh phúc và mình làm được nhất trong cuộc đời của mình. Nên mình là người phụ nữ nhưng mà mình cũng hoàn toàn làm được những cái điều như vậy. Nên cái điều nhắn nhủ của Phương Mai là phụ nữ hiện đại của chúng ta, đừng ngại đi kinh doanh, đừng ngại kiếm tiền, đặc biệt là đừng ngại phát triển bản thân mình, liên tục học hỏi, liên tục phát triển bản thân để mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể gia tăng thu nhập của mình để cho chính bản thân mình cuộc sống tốt nhất và đặc biệt là mình có thể giúp đỡ những người thân trong gia đình mình một cách tốt nhất. Được không các chị em? Và hy vọng là cái chủ đề này sẽ có một chút gì đấy giúp cho chị em có thể là thay đổi được suy nghĩ của mình.
để cho mình có cuộc sống tốt hơn. Và nếu các chị em thấy video của Mai hay thì hãy chia sẻ cho các chị em khác cùng biết, để chị em chúng ta cùng nhau làm giàu, chúng ta cùng nhau có cuộc sống tự chủ hơn, được không các chị em? Nếu các chị em thích Phương Mai thì có thể like hoặc subscribe kênh của Phương Mai để nhận được nhiều video hơn nhé. À, Phương Mai xin chào tạm biệt.